Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới, với những tin tức về lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích. 100.000 người mất nhà cửa vì lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, cho biết con sông lớn Đại Lăng Hà đã bị vỡ đê, nước lũ tràn ngập thủ phủ Thẩm Dương, làm hơn 500 người mất tích. Theo các nhân viên cứu hộ, những thị trấn nằm bên con sông Đại Lăng Hà đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ. Còn tại Cát Lâm, có 13 người thiệt mạng, nước sông dâng cao tràn ngập nhiều thành phố. Nước lũ đã cuốn trôi hơn 40.000 nhà cửa, phá hủy nhiều cây cầu, đường xá và hệ thống đường dây điện tại 22 thành phố. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp để khắc phục thảm họa và tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một quỹ cứu trợ để hỗ trợ những người bị mất nhà cửa do bão lũ. Trong khi đó, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn cũng đã kéo dài hơn một tuần qua, gây lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam nước này, làm ít nhất 199 người thiệt mạng, 123 người mất tích và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tính đến chiều thứ hai tuần này, đã có 393.000 ngôi nhà bị hư hại, 144.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 1,36 triệu hecta hoa màu bị mất trắng. Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục ở một số tỉnh như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây. Thưa quý vị, ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích sau khi một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc đổ sập đầu tuần này. Giới chức thành phố Tô Châu phía đông Trung Quốc cho biết khách sạn Shikaiyuan bất ngờ đổ sập vào chiều hôm thứ Ba. Thời điểm đó, chủ yếu người trong khách sạn là khách thuê phòng. Tổng cộng 23 người mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó 6 người được cứu sống, 8 người đã thiệt mạng và 9 người còn mất tích. Mưa lớn dữ dội ở một huyện thuộc tỉnh Chiết Giang trong nhiều ngày qua đã gây ra trận lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa và làm nhiều người mất tích. Theo Sputnik, khoảng 20 người đã mất tích sau khi một trận lở đất dữ dội xảy ra tại thành phố Hàng Châu hôm nay. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến 10 ngôi nhà bị hư hại. Theo hãng tin CCTV cho hay, nguyên nhân dẫn tới lở đất là do mưa lớn ở khu vực duyên hải dọc biển Hoa Đông của Trung Quốc trong nhiều ngày qua. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lượng đất và bùn đổ mạnh xuống cuốn theo nhiều ngôi nhà vỡ nát trên một sườn đồi cùng nhiều xe ô tô. Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi trận lở đất ập xuống sau lưng, cột điện bị kéo đổ hàng loạt và một số đã phát nổ. Trong video, có tiếng một phụ nữ thảng thốt kêu lên khi lở đất ập xuống khu dân cư. Đáng sợ quá, đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng mở chiến dịch tìm kiếm người mất tích tại khu vực. Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của lực lượng phòng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc. Bảo tàng nghệ thuật thành phố đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà tạm cho các nạn nhân của vụ lở đất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về thảm họa tự nhiên này. Kính thưa quý vị, trong 48 giờ qua, Shizuoka hứng chịu lượng mưa 300mm, tương đương với lượng mưa trung bình trong cả tháng của khu vực vào tháng này. Hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng với 120 phương tiện cứu hộ đã được điều động để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Lực lượng cứu hộ dùng cần cầu, thang, máy cắt kim loại và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. Khách sạn Shikaiyuan mở cửa năm 2018 với 54 phòng cùng với hội trường lớn và các phòng hội thảo. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khách sạn này bị sập. Những vụ sập hạ tầng không phải hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người liên quan đến COVID-19 ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng đổ sập. Giới chức điều tra sau đó cáo buộc 23 đối tượng đã có hành vi thay đổi kết cấu xây dựng của tòa nhà. Các thành viên chịu trách nhiệm thẩm định công trình đã thông đồng với chủ khách sạn để đưa ra báo cáo sai lệch về tòa nhà. Kính thưa quý vị khán giả, hơn 50.000 người ở 100 ngôi làng miền Trung Trung Quốc hôm nay buộc phải sơ tán sau khi một con đập ở đây bị vỡ do mưa lớn dài ngày. Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết con đập ở Hồ Phần Dương bị vỡ rạng sáng nay, làm ngập khoảng 100 ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính trong khu vực. Ước tính có khoảng 54.000 người thuộc 12.000 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú. Một quan chức địa phương cho biết với AFP,
Chúng tôi chưa có dữ liệu chính xác về số nạn nhân, nhưng nước lũ đã làm ngập các ngôi làng với khoảng hơn 50.000 người sinh sống. Quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được cho là do mưa lớn dài ngày trong khu vực. Tháng trước, một đập thủy điện của Lào cũng bị vỡ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Thưa quý vị, tuần qua, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Hualien, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc 135 km, khiến 14 người bị thương nhưng không có cảnh báo về sóng thần. Cục phòng cháy Đài Bắc cho biết toàn bộ những người trên chỉ bị thương nhẹ, trong đó có 13 người bị ốm do hít phải khí đốt bị rò rỉ từ một khách sạn, số nạn nhân còn lại bị thương do mảnh vỡ rơi từ trần nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo tâm địa chấn nằm ở độ sâu 45 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, cách Hualien 45 km. Đài truyền hình địa phương cho biết các tòa nhà tại Đài Bắc đã bị rung chuyển trong nhiều giây sau khi động đất xảy ra. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm ở Đài Loan cũng tạm dừng hoạt động. Động đất thường xảy ra tại Đài Loan, song phần lớn ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, trận động đất 7,6 độ Richter ở miền trung Đài Loan năm 1999 đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng. Thưa quý vị, động đất tại Trung Quốc rất khác thường. Thay vì xuất hiện ở vị trí giao nhau của hai mảng kiến tạo như các trận động đất lớn trong năm, cơn địa chấn tại Trung Quốc hôm qua lại xảy ra bên trong một mảng kiến tạo. Trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter xảy ra gần huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải vào 7 giờ 49 phút hôm thứ Tư theo giờ địa phương. Khu vực hứng chịu động đất là một phần của cao nguyên Tây Tạng, nơi cách mực nước biển hơn 5 km. Lai Sion cho biết, cao nguyên Tây Tạng cùng với dãy núi Himalaya được tạo ra từ 50 triệu năm trước khi một phần tiểu lục địa Ấn Độ bắt đầu chạm vào lục địa Á Âu. Nhưng điều khác thường là trận động đất hôm qua không xảy ra ở vị trí cặp nhau của hai mảng kiến tạo, thay vào đó nó xảy ra ở ngay giữa cao nguyên Tây Tạng. Đây là kết luận của Randy Blackwin, chuyên gia địa vật lý của Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia Mỹ. Trận động đất đẫm máu nhất trong lịch sử loài người xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào năm 1556 và giết chết 830.000 người, cũng xảy ra bên trong mảng kiến tạo. Cao nguyên Tây Tạng đang tiếp tục được nâng lên bởi chính quá trình tạo ra nó, đồng thời cũng bị ép và kéo bởi nhiều lực khác. Những lực đó tạo ra nhiều đường phay hay còn gọi là đường đứt đoạn trên cao nguyên. Giới khoa học chưa xác định được đường phay nào vỡ trong trận động đất hôm qua. Bedwin cho rằng đó có thể là một đường phay nông. Hai phía của đường phay di chuyển ngược chiều nhau, giải phóng một năng lượng cực lớn. Dù trận động đất tại Thanh Hải hoàn toàn khác với cơn địa chấn tại Haiti và Chile, các dấu hiệu của chúng vẫn giống nhau. Tất cả các trận động đất đều có một đặc điểm chung về mặt địa chất. Thứ nhất, chúng đều tạo ra những cơn sóng hình chữ P mà các máy đo rung chấn có thể phát hiện. Sau đó, sóng hình chữ S xuất hiện. Khoảng thời gian giữa sóng P và sóng S cho phép các chuyên gia địa chất xác định vị trí động đất. Penguin nói khu vực bị động đất tại Thanh Hải vẫn hứng chịu nhiều dư chấn kể từ hôm qua tới nay. Những dư chấn này có cường độ tới 4,8 đến 5,8 độ Richter. Số lượng và cường độ của dư chấn sẽ giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị khán giả, lốc xoáy tràn qua một nửa đất nước tỷ dân khiến 45 người chết, ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong trận bão, kèm theo hàng trăm cơn lốc xoáy được coi là tệ hại nhất từng ập vào Trung Quốc đại lục trong suốt hơn 2 thập niên qua, gây ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ nước này, trong đó phía Bắc Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất. Các cơn lốc xoáy đã bắt đầu ập xuống thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Tư và quét qua các tỉnh Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ và Nội Mông trước khi tiến tới Liêu Ninh. Đã xảy ra khoảng 240 trận lốc xoáy. Tỉnh bị tác động nặng nề nhất là Bắc Liêu Ninh. Tin cho hay, có hơn 60 cơn lốc xoáy xảy ra tại đây. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại nơi này và tại Thiên Tân. Các quan chức địa phương hôm qua cho biết số người tử vong tiếp tục tăng trong hệ thống thời tiết giông bão trong 3 ngày qua, gây ra những cơn lốc xoáy và mưa lũ trên khắp các bang ở Trung Bộ và Nam Bộ ở Trung Quốc. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy khắp 7 tỉnh, cây cối và đường dây điện bị phá sập. Trong số các nạn nhân, nhiều người sinh sống trong các căn nhà tiền chế lưu động ở phía Bắc Trung Quốc, nơi các toán cấp cứu đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nạn nhân khác. Riêng ở Thiểm Tây, nhà chức trách tỉnh này hôm qua xác nhận bão lốc đã kéo phăng các căn nhà di động hàng nửa cây số. Số người thiệt mạng tại đây cho đến hôm qua xác định được là 7 người. Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Lưu Công Hồng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tại Thiên Tân, bão làm bật nhiều gốc cây đè lên các đường dây điện, phá sập nhiều mái nhà và lật tung một số xe tải loại lớn trên các xa lộ. Trong 2 ngày qua, đã thống kê được nhiều người thiệt mạng ở Thiên Tân và Hà Bắc.
có nhiều nhà cửa và ngay cả một nhà máy cũng bị bão làm hư hại nặng. Lude, chủ nhân nhà máy cho hay phải tốn nhiều triệu đô la mới tái thiết lại. Nhà máy này vốn sản xuất các loại xe tải lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia khi đó cảnh báo trận bão này có thể lan sang các tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, một số trận bão khác đang hình thành và ảnh hưởng đến các tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây và Cam Túc. Vâng, thưa quý vị, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam Đài Loan, một số tỉnh miền Nam Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu mưa lớn. Số người chết và người mất tích là 2 người, gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ảnh hưởng, khiến 2 người chết và 2 người mất tích và hơn 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây sạt lở đất, làm 3 người chết, 6 người bị thương, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở Giang Tây. Cục Khí tượng Đại lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía nam của đại lục trong 2 ngày tới. Kể từ đầu mùa lũ tại Trung Quốc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 154 người đã thiệt mạng. Nhiều nơi đã xảy ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất vùi lấp nhà cửa. Nạn nhân tiết lộ còn nhiều người mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực tế sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở huyện Gwangmo, Quý Châu, lở đất ở thị trấn Daejeon và thị trấn Daeji rất nghiêm trọng, lở đất gần như san bằng hai nơi này. Ông Tian ở thị trấn Daejeon, huyện Gwangmo, tỉnh Quý Châu cho biết, lở đất xảy ra bất ngờ vào ban đêm nên người dân không kịp chạy thoát thân, ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập. Lũ quá mạnh và hơn 80 ngôi nhà bị sập, tất cả các trường học ở Daejeon tất cả đều bị phá hủy nên học sinh không thể đến lớp. Anh Wang đến từ Daejeon, hiện đang làm việc trong quận. Anh cho biết những người mất tích có rất ít cơ hội sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Wang ở thị trấn Daeji, huyện Gwangmo, tỉnh Quý Châu nói, đất ở huyện Gwangmo đã chất đống rất cao và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày qua. Cô Lee ở Tongcheng County, Xianning, Hebei cho biết, rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây, phía chúng tôi đang rất nghiêm túc. Nước và điện chỗ chúng tôi hiện đều đã ngừng hoạt động. Feng Yongfeng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường đã chỉ ra nguyên nhân của trận lụt. Feng Yongfeng cho biết, việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá ở Xiangning và Huanggang và Hồ Bắc, nơi sạt lở đất có nhiều cây lớn bị chặt dẫn đến sạt lở đất mới. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, trong số 154 người chết, trong đó ở Giang Tây 23 người, ở Hồ Bắc 39 người chết, 10 người mất tích, ở Hồ Nam 50 người chết, 21 người mất tích, ở Quý Châu 24 người chết và 32 người mất tích, ở cả Trùng Khánh và Tân Cương 18 người chết và 8 người mất tích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.